Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hòa bình, đập tan mọi âm mưu xét lại, viết lại lịch sử, hạ bệ thần tượng, giật đổ tượng đài của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh là trách nhiệm tình cảm của mỗi chúng ta. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyên Hà. Tôn trọng lịch sử không có nghĩa là giữ lòng thù hận. Đôi điều về giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang. Hiện nay, trào lưu xét lại lịch sử đã và đang cố tình thay cụm từ Ngụy quyền Sài Gòn, Ngụy quân Sài Gòn bằng các cụm từ khác như chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn trong ghi chép lịch sử dân tộc giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. Sự quyết tâm làm thay đổi lịch sử đó đã được lập trình từ lâu và được triển khai thực hiện từng bước, rõ nhất là quá trình biên soạn phát hành bộ lịch sử 15 tập do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cường làm tổng chủ biên. Có thể nói, đây là bước chạy đà cho việc bỏ từ Ngụy một cách chính thức trong bộ quốc sử 30 tập, trong đó có 5 tập biên niên sự kiện sắp hoàn thành. Sau khi giáo sư Phan Huy Lê qua đời, giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang lên đảm nhiệm vai trò tổng chủ biên bộ quốc sử, đã tiếp tục gánh vác sứ mệnh lịch sử với tuyên bố chúng tôi đang cố tìm từ gì thích hợp thay cho từ Ngụy. Để bảo vệ cho việc bỏ cụm từ Ngụy trong ghi chép lịch sử giai đoạn 1954-1975, riêng cá nhân ông Vũ Minh Giang đã đưa ra nhiều lý do mà cộng đồng đã biết như để tránh dùng từ biểu cảm, tránh miệt thị. Gần đây, ông lại đưa thêm nhiều lý do khác đáng lưu ý như sau. 1. Phải đặt lợi ích quốc gia lên trên ý thức hệ. 2. Đã đến lúc các cơ quan truyền thông, những người làm công tác tuyên truyền phải nhắc tới sự tự giải phóng, sự thanh thản ở chính mỗi con người chúng ta. Chúng ta có hàng triệu chiến sĩ đã ra mặt trận, những người ấy, họ có quyền để mà giữ lâu hơn cái mối thù này. Bởi trong số họ, có người đã ngã xuống nơi chiến trường, có người cũng đã dành cả thời trai trẻ của mình nơi chiến trận, mà lý ra họ phải có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, nếu họ chuốc những hận thù ấy lên phía đối lập là chính đáng, không ai chê trách gì được. Nhưng như tôi đã nói, có lẽ đã đến lúc phải gác lại hận thù hướng về tương lai để cùng nhau xây dựng đất nước, vì tương lai của chúng ta. Vì vậy, tôi cho rằng việc hòa giải phải bắt đầu và quan trọng nhất chính là từ những người đã từng tham gia cuộc chiến. Trả lời phỏng vấn sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì giữa một số tướng lĩnh quân đội với một số nhà sử học tham gia biên soạn bộ quốc sử do giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang dẫn đầu. Qua những lý lẽ trên mà giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang đưa ra để lý giải cho việc quyết tâm bỏ từ Ngụy, bước đầu xin có mấy lời trao đổi với ông cùng cộng đồng. Thứ nhất, về luận điểm phải đặt lợi ích quốc gia lên trên ý thức hệ, câu này nghe qua thì có vẻ hợp lý bởi hiện nay chỉ Việt Nam mà các nước khác đều xác định đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên hàng đầu trong quan hệ đối ngoại. Sở dĩ các nước đều xác định như vậy là do sự tác động của xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Song khi đặt vấn đề phải đặt lợi ích quốc gia lên trên ý thức hệ lại là vấn đề khác, rất khác, thưa giáo sư tiến sĩ khoa học và cộng đồng. Đây là luận điểm ngụy biện lừa dối bởi lợi ích quốc gia là một phần tất yếu hợp thành ý thức hệ của mọi giai cấp, đặc biệt là của giai cấp cầm quyền lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội. Lý luận và thực tiễn chỉ ra rằng nếu giai cấp cầm quyền bỏ qua hạ thấp lợi ích quốc gia thì vai trò thống trị giai cấp ngay lập tức bị đe dọa, thậm chí sẽ mất quyền lãnh đạo. Đối với Việt Nam, ý thức hệ chi phối đời sống tinh thần của xã hội hiện nay là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Trong đó, lợi ích của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích của quốc gia dân tộc. Trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Theo đó, việc tách lợi ích quốc gia ra khỏi ý thức hệ chính là thủ đoạn để phi chính trị hóa sử học, dọn đường cho cái gọi là hòa giải giữa những người tham gia cuộc chiến mà ông giáo sư tiến sĩ khoa học nêu ra, tạo luận cứ cho việc bỏ từ Ngụy, xóa nhòa chính nghĩa và phi nghĩa, cách mạng và phản động trong ghi chép lịch sử dân tộc giai đoạn 1954-1975. Thứ hai, nội dung đã dẫn trên ở mục 2, giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang nêu hai ý. Một là, ông cho các cơ quan truyền thông, những người làm công tác tuyên truyền phải nhắc tới sự tự giải phóng, sự thanh thản ở chính mỗi con người chúng ta. Vậy theo ông, sau 40 năm kể từ 30 tháng 4-1975, đất nước thống nhất, mỗi người dân Việt vẫn bị cầm tù về ý thức, tinh thần sao ông? Họ là những chủ thể của một đất nước tự do độc lập mà lại không có khả năng tự giải phóng, mà phải cần đến tác động của các cơ quan truyền thông, những người làm công tác tuyên truyền giúp họ thoát ra khỏi trạng thái bị cầm tù về tư tưởng.
Điều đáng quan tâm ở đây là ông nhắm tới đối tượng chủ yếu cần giải thoát sự cầm tù về tư tưởng là những người tham gia cuộc chiến, nghĩa là gồm cả ta và địch, cả quân giải phóng và ngụy quyền. Ngụy quân Sài Gòn đã bị đánh đổ, một sự đánh đồng giữa thiện và ác như vậy, sao ông, giáo sư tiến sĩ khoa học? Qua đây cho thấy, thực chất cái mà ông cho cần từ giải phóng là phải bỏ từ ngụy, bởi theo ông, sự níu giữ từ ngụy trong ghi chép lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc là bị giam cầm về tư tưởng, một sự ngụy biện dối trá. Hai là, từ đề cập về cái gọi là phải tự giải phóng tư tưởng, ông nhắm đến đối tượng là hàng triệu chiến sĩ ta đã ra mặt trận. Những người ấy, theo ông là có quyền giữ lâu mối thù này, và để có vẻ nhân đạo dễ cảm thông, ông nói rằng nếu họ trút những hận thù ấy lên phía đối lập là chính đáng, không ai chê trách gì được. Đó là cái cớ để ông đi tới luận đề có tính đạo đức, đã đến lúc phải gác lại hận thù, hướng về tương lai để cùng nhau xây dựng đất nước vì tương lai của chúng ta, và ông đưa giải pháp xóa bỏ hận thù, tự giải phóng mình là phải hòa giải, để tiến hành là phải bắt đầu, và quan trọng nhất chính là những người đã từng tham gia cuộc chiến. Thưa ông giáo sư tiến sĩ khoa học, về điểm này thì ông hoặc là nhầm to, hoặc là cố tình quy kết cho hàng triệu đồng bào chiến sĩ ta đã chiến đấu hy sinh vì chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, vì nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sau 44 năm đất nước thống nhất vẫn còn nuôi dưỡng hận thù khi mà họ là người chiến thắng đã hoàn thành sự nghiệp đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, đã hoàn thành mục tiêu thống nhất đất nước. Nhân đây cũng cần nói rõ thêm về sự nghiệp thống nhất đất nước, không có chuyện ngụy biện theo giọng điệu của Nguyễn Cao Kỳ, nguyên là phó tổng thống Ngụy, rằng hai bên đều muốn thống nhất, chúng ta không làm được, song họ, tức là Cộng sản làm được, và cũng thể nói kiểu ta thống nhất đất nước được là một sự ăn may. Vấn đề ở đây là chính nghĩa thắng phi nghĩa, văn minh thắng bạo tàn. Thử hỏi, nếu Mỹ Ngụy đánh chiếm được miền Bắc xã hội chủ nghĩa, thì cả đất nước ta có trở thành thuộc địa kiểu mới của chủ nghĩa đế quốc không ông? Điểm quan trọng nhất cần nói ở đây là điều mà ông phó giáo sư tiến sĩ khoa học đề cập về cái gọi mà ông gọi là hận thù, về sự trút hận thù của đồng bào chiến sĩ ta lên phía bên kia cuộc chiến. Ông đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu về đạo lý nhân nghĩa của dân tộc ta. Ông cha ta có truyền thống không chỉ đối xử nhân đạo đối với những người vốn là đồng bào, chót lầm đường làm tay sai cho giặc, xong đã biết hối cải, quay đầu lại, mà còn đối xử rất nhân văn với kẻ thù xâm lược khi chúng bị bắt, bị thất bại trong cuộc chiến. Truyền thống nhân nghĩa đó đã được nâng tầm khi kết hợp với chủ nghĩa nhân văn cộng sản trong thời đại Hồ Chí Minh. Nó thể hiện cụ thể sinh động trong đồng bào ta, trong những người lính cụ Hồ trực tiếp cầm súng. Chúng tôi đã gác hận thù ngay từ ngày đầu đất nước thống nhất 30 tháng 4 1975, bởi chúng tôi hiểu hơn ông về cái giá của hận thù, cái giá của máu xương mà chúng tôi luôn phải vuốt mắt, chôn vội đồng bào, đồng chí trong từng trận chiến. Vì thế, ông giáo sư tiến sĩ khoa học xin đừng đánh bùn sang ao khi ông ra vẻ nhân đạo gác lại hận thù cho cả hai bên. Vì sự hận thù hiện nay chỉ có bọn chống cộng mới tiếp tục nuôi dưỡng, biểu hiện ở mưu đồ thủ đoạn chống phá nhằm thực hiện cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa trở lại, trong đó bao gồm thủ đoạn xét lại lịch sử, tập trung vào việc quyết tâm bỏ từ ngụy trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Còn về cái gọi là hòa giải như ông nêu lên, xin thưa không có từ đó, bởi từ nó nói lên sự phi lý giữa một bên chiến thắng và một bên chiến bại, những người lầm đường lạc lối hoặc vì cái lý do khác phải tham gia vào thể chế chính trị bù nhìn, tay sai của Mỹ. Sau 40 năm, đại đa số đã nhận rõ sai lầm, đã trở về hòa hợp cùng dân tộc theo chủ trương chính sách của đảng, nhà nước ta. Giờ chỉ còn thiểu số rất ít vì nhiều lý do khác nhau, hoặc là ngu muội, hoặc là nghề kiếm cơm, tiếp tục chống phá cách mạng, chống phá đất nước. Vì vậy, cái mà ông cho sự hòa giải phải bắt đầu quan trọng nhất là chính từ những người đã từng tham gia cuộc chiến, để áp đặt đối với đồng bào chiến sĩ ta trực tiếp cầm súng, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào là một sự xảo ngôn nhằm phục vụ cho quyết tâm bỏ từ ngụy, nhằm mục đích xét lại lịch sử dân tộc giai đoạn 1954-1975 mà thôi.